Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 29. Ầm. Trong giây lát, một uy thế khủng khiếp bùng phát từ cơ thể Diệp Phàm, giống như núi và biển cùng gào thét, tạo thành một uy lực áp bức vô thượng, trong nháy mắt đã lan ra khắp núi Côn Lôn. Rắc rắc rắc. Dưới sự áp bức này, tất cả những người có mặt đều bị đàn áp quỳ trên mặt đất. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện khắp núi Côn Lôn, như thể không thể chịu đựng được sức ép này, không khí trong vòng trăm dặm xung quanh biến thành hư không, thậm chí cả không gian cũng xuất hiện gợn sóng, có vẻ như không thể chịu đựng được, sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Diệp Khiếu Thiên, hậu duệ của ma thần Si Vưu và những người khác đều chết lặng, vẽ phần người đã phế. Bỏ tu vi của cha Diệp Phàm cũng mở to mắt, kinh hãi nói, cậu. Sao có thể như vậy được? Cậu vậy mà. Người này không thể tin được nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ngay cả nói chuyện cũng không được rõ ràng, có thể thấy ông ta đang sốc đến mức nào. Hợp. Diệp Phàm mặt lạnh hét lên, trong phút chốc, áp lực kinh khủng này trực tiếp tạo thành một lĩnh vực vô hình. Trong lĩnh vực này, dường như mọi thứ đều có thể xảy ra, ngàn ngọn núi giáng xuống, trấn áp thiên địa, tràn ngập cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Vào lúc này, sau khi đã tạo ra lĩnh vực, Diệp Phàm lại tạo ra một lĩnh vực khác, mà lĩnh vực này được hình thành từ áp lực trên người hẳn. Sau khi được tẩy rửa bằng huyết trì, cơ thể của Diệp Phàm giờ đã biển đối đến mức đáng kinh ngạc. Dù sao thì máu đó cũng là máu của những cường giả đã chết trên chiến trường cổ năm đó, đương nhiên thực lực của những cường giả có thể tham gia trận chiến lớn đó không thể thấp được, vì vậy trong máu của bọn họ chứa đựng uy lực vô cùng đáng sợ, cho dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn không hề yếu đi bao nhiêu. Mà cơ thể của Diệp Phàm đã ngâm trong máu đó hơn một tháng, ngay cả Diệp Phàm cũng không thể biết được cơ thể hắn đã được cường hóa đến mức nào. Cậu không những là thể tu giả, mà còn lĩnh hội được lĩnh vực nhục thể sao? Vào lúc này, người thần bí đã phế bỏ tu vi của cha Diệp Phàm tỉnh táo lại, nhìn Diệp Phàm, kinh hãi nói. Một người mà có thể cùng lúc lĩnh hội được hai loại lĩnh vực, một trong số đó còn là lĩnh vực nhục thể cực kỳ hiếm có, không thể tin được. Nhưng việc không thể xảy ra hôm nay đã xảy ra, điều này khiến mọi người không thể tin nổi. Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cậu. Cứ cho là như vậy đi, nhưng nếu cậu muốn giết tôi thì vẫn chưa đủ. Lập tức, người đàn ông này nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên, ông ta sử dụng bí pháp, trên người ông ta xuất hiện một bộ chiến giáp, phát ra ánh sáng rực rỡ, vậy mà lại chặn được áp lực từ lĩnh vực nhục thể, khí tức vẫn không ngừng tăng lên, trực tiếp vượt xa cảnh giới của lĩnh vực. Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu. Diệp Phàm nhìn người đàn ông kia, lạnh lùng nói. Đôi mắt của hắn đột nhiên bản ra hai ngọn lửa đỏ rực, hắn trực tiếp hét lên, phần diễm ra đi. Rầm. Trong phút chốc, ngọn lửa trong cơ thể Diệp Phàm lao ra, biến thành một quả cầu lửa nóng rực, nhanh chóng lan rộng, bao phủ không gian này, một lần nữa tạo thành lĩnh vực thứ ba lĩnh vực hỏa. Khi lĩnh vực hỏa được hình thành, trong nháy mắt ngọn lửa vô tận lan về phía người đàn ông, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Ngay lập tức, người đàn ông nheo mắt lại, dùng hết sức lực để chống cự, nhưng lực lượng ông ta bộc phát ra đều bị ngọn lửa trực tiếp đốt cháy, ngọn lửa cứ thế lao thẳng về phía ông ta. Sắc mặt của người đàn ông này thay đổi, ông ta trực tiếp kích hoạt chiến giáp của mình để chống lại ngọn lửa này, nhưng lực phòng thủ cực mạnh của bộ chiến giáp này bắt đầu nứt ra dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, cộng với áp lực kinh khủng từ lĩnh vực nhục thể, các vết nứt ngày càng lớn hơn. Thiên hỏa. Vậy mà cậu lại có được thiên hỏa. Trong nháy mắt, người đàn ông này kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, ông ta không ngờ thiếu niên này lại có thiên hỏa, hơn nữa còn lĩnh hội được lĩnh vực hỏa. Ba lĩnh vực lớn cùng tập hợp lại một chỗ, nếu như truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây chấn động toàn bộ, giới tu hành. Nếu đối phương biết Diệp Phàm chỉ trong một tháng đã lĩnh hội được ba lĩnh vực lớn, chắc chắn ông ta sẽ càng kinh ngạc hơn. Mà ngọn lửa đang cháy này là ngọn lửa trong cơ thể hẳn, tên là phần diễm. Là một đôi với công pháp phần quyết mà hẳn đã đạt được trên người vị cường giả đã chết kia. Lúc này, sắc mặt người đàn ông rất khó coi, ông ta cũng kích hoạt lĩnh vực nhục thể của mình, sấm sét lóe lên, hình thành lĩnh vực lôi, mạnh mẽ chống lại sự thiêu đốt của ngọn lửa. Diệp Phàm trực tiếp khống chế ba lĩnh vực lớn, đồng thời trấn áp người này, còn lạnh lùng hét lên, hôm nay, ông phải chết, y. Lục đạo tài quyết thuật. Atula Trảm. Lúc này, Diệp Phàm trực tiếp sử dụng một chiêu bí thuật cường đại là lục đạo tài quyết thuật. Bí thuật này so với Tu La Ấn và Quỷ Đói Ấn hắn đã sử dụng trước đây còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, đó là A Tu La đạo sát thuật trong lục đạo tài quyết thuật.
ầm ầm. Khi Diệp Phàm thi triển chiêu này, chém thẳng một nhát kiếm về phía đối phương, sát khí tu la vô tận bộc phát từ trên thân kiếm của hắn. Khi một kiếm này chém xuống, một đạo kiếm quang màu đỏ máu dài vạn trượng, che phủ bầu trời trực tiếp ập đến, sát khí vô tận lan rộng hơn phân nửa trái đất, khiến người ta có cảm giác như đang ở tu la địa ngục. Người đàn ông này thấy một kiếm của Diệp Phàm chém tới, mở to mắt, bất chấp tất cả, trực tiếp kích hoạt một chiêu cấm thuật, cưỡng ép chống lại một kiếm này. Ầm, ầm, ầm. Hai đòn tấn công va vào nhau, sấm sét vang lên, năng lượng vô tận nuốt chửng xung quanh. Một kiếm này của Diệp Phàm, ánh sáng màu đỏ máu dâng trào không thể ngăn cản, trực tiếp phá hủy cấm thuật của người đàn ông này, ngay cả lĩnh vực lôi mà ông ta kích hoạt cũng bị một kiếm này chém thành hư vô, cuối cùng một kiếm này mạnh mẽ rơi xuống người ông ta. Trong nháy mắt, chiến giáp trên người của người đàn ông này trực tiếp bị cắt thành từng mảnh, đối phương không cam lòng hét lên, không. Phụt phụt. Một giây tiếp theo, người đàn ông này bị một kiếm của Diệp Phàm chém làm đôi, máu bản tung tóe khắp nơi, hiện trường đẫm máu. Lúc này, một tia sáng từ trong đó bản ra, hóa thành một hình người nhỏ, chính là nguyên thần của đối phương. Phía trên lĩnh vực cảnh là nguyên thần cảnh, khi đạt đến nguyên thần cảnh, linh hồn sẽ chuyển hóa thành nguyên thần, cho dù thân thể bị hủy, vẫn có thể độc lập sống sót, thậm chí còn có thể đoạt xá người khác để hồi sinh. Sâu kiến đáng chết, dám phá hủy cơ thể của ta, ta sẽ chiếm đoạt cơ thể của ngươi. Ngay lập tức, nguyên thần của người này lao về phía Diệp Phàm, vọt thẳng vào trong linh hải, muốn đoạt xá cơ thể của hắn. Tự tìm đường chết. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh như băng nói, hắn trực tiếp kích hoạt hồn quyết, linh hải của hắn lập tức phóng thích ra một cỗ áp lực kinh khủng, áp chế nguyên thần này. Linh hải trên thiên cấp, làm sao có thể? Nguyên thần của người này khó tin nói, nhưng ông ta chỉ kinh ngạc trong vài giây, linh hồn của Diệp Phàm đã bộc phát ra một cổ lực lượng cắn nuốt khủng bố, trực tiếp nuốt chửng nguyên thần của người này. Mặc dù đối phương là nguyên thần, về mặt logic mạnh mẽ hơn linh hồn của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm được linh hải thần bí và hồn quyết gia trì, vẫn nuốt chửng được nguyên thần này. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, trong linh hồn của Diệp Phàm vang lên một tiếng nổ lớn, mơ hồ có cảm giác hẳn sắp đột phá, nhưng còn thiếu một chút nữa. Diệp Phàm mở mắt ra, trong mắt hẳn lóe lên tia sáng, ba lĩnh vực lớn trực tiếp biến mất, mọi thứ trở lại bình thường, chỉ còn lại vẻ mặt khiếp sợ của tất cả mọi người. Cùng lúc đó, trong một cung điện ở thế giới nào đó, một người đàn ông trung niên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Hàn chấp sự đã chết rồi sao? Hàn chấp sự chết rồi. Lúc này, một bóng người xuất hiện, kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên nói. Đúng vậy, nguyên thần của ông ta đã bị tiêu diệu. Người đàn ông trung niên nói. Đôi mắt của bóng người kia nheo lại, nói, không phải ông ta đến thế giới cấp thấp đó để tìm kiếm huyết mạch của Diệp Thiên Long sao? Sao lại chết, chẳng lẽ là Diệp Thiên Long đã quay về? Diệp Thiên Long đã bị mắc kẹt ở nơi đó, ông ấy không thể quay về được, có thể đã có những biến cố khác, ngươi lập tức phái người đi tìm hiểu ngay, về phần con trai của Diệp Thiên Long, chúng ta phải bắt được hắn, việc này đối với chúng ta rất quan trọng. Người đàn ông trung niên lạnh lùng hét lên, bóng người gật đầu rồi biến mất trong cung điện. Diệp Thiên Long tương đương. Vào lúc này, đôi mắt của người đàn ông trung niên lóe lên, lắm bẩm một mình. Ở trái đất, trên núi Côn Lôn, khi người đàn ông đã phế bỏ tu vi của cha Diệp Phàm bị giết, Diệp Khiếu Thiên sững người, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Phàm liếc nhìn Diệp Khiếu Thiên, lạnh lùng nói, Diệp Khiếu Thiên, tôi muốn xem hôm nay còn có ai có thể cứu được ông. Diệp Phàm, tao có thành quỷ cũng không tha cho mày. Sắc mặt Diệp Khiếu Thiên dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt vô cùng không cam lòng, giận dữ hét lên. Vậy tôi sẽ làm cho ông đến quỷ cũng không làm được. Diệp Phàm thu hồi tu la kiếm, vung tay lên, phần diễm xuất hiện trong tay hắn, lao thẳng về phía Diệp Khiếu Thiên, bao bọc rồi tiến hành đốt cháy cơ thể ông ta. A a a. Diệp Khiếu Thiên phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, từng tấc trên cơ thể bị đốt cháy, ông ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Diệp Phàm cố ý khống chế lực lượng của phần diễm, không để ông ta chết ngay lập tức, mà muốn tra tấn Diệp Khiếu Thiên. Dù sao người này cũng là một trong những hung thủ lớn nhất đã sát hại cha hẳn, đương nhiên không thể chết một cách thoải mái như vậy được. Tao biết manh mối về mẹ của mày, nếu tao chết, mày sẽ không bao giờ tìm được mẹ của mày. Đột nhiên, Diệp Khiếu Thiên đau đớn hét lên. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, hắn vung tay lên, phần diễm rời khỏi cơ thể Diệp Khiếu Thiên, trong khi đối phương chỉ còn lại một hơi thở ngã xuống đất,
phần lớn cơ thể đã biến mất. Ông biết manh mối gì về mẹ tôi? Diệp Phàm nhìn Diệp Khiếu Thiên, lạnh lùng hét lên. Mày phải thề với trời là không giết tao, thì tao mới nói cho mày biết. Diệp Khiếu Thiên hấp hối nói. Nói. Diệp Phàm đắng đẳng sát khí hét lên, nhưng Diệp Khiếu Thiên vẫn cứng dần nói. Nếu mày không thề, vậy thì giết tao đi, nhưng mãi mãi mày cũng đừng nghĩ sẽ tìm được mẹ của mày. Lúc này, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy sát ý, lạnh lùng nói. Được, tôi thề với trời, chỉ cần ông nói cho tôi biết manh mối về mẹ tôi sẽ không giết ông. Là một người tu luyện, một khi đã thề với trời thì không được phép đổi ý, nếu không sẽ chọc giận thiên đạo, bị cắn ngược. Năm đó, đáng lẽ mẹ của mày đã chết dưới tay của tổ chức thiên võng, nhưng cuối cùng lại có một bà lão bí ẩn xuất hiện và bắt mẹ của mày đi, lúc đó đối phương có nói một câu về tân tộc. Diệp Khiếu Thiên vừa nói vừa hấp hối. Mẹ tôi chưa chết. Lúc này Diệp Phàm vô cùng hưng phấn, chuyện trước đó khiến hắn khẳng định cha mình chưa chết, nhưng về phần mẹ hẳn sống hay chết, vẫn không có tin tức gì. Bây giờ nghe Diệp Khiếu Thiên nói vậy, rốt cuộc hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần tộc. Sau đó, Diệp Phàm lẩm bẩm một mình, hai mắt sáng lên. Tần tộc này có lai lịch gì? Có liên quan gì đến mẹ hắn? Chẳng lẽ mẹ hắn đã bị người Tần tộc bắt đi? Lúc này, Diệp Khiếu Thiên lấy ra một đống đan dược chữa thương nhanh chóng uống vào, ổn định vết thương, tuy nhiên phần lớn cơ thể đã bị phá hủy, vẫn khó có thể sống sót. Lúc này Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khiếu Thiên. Lại nổi lên ý định giết người. Mày muốn làm gì? Mày đã thề không giết tao, mày muốn làm trái lời thề sao? Diệp Khiếu Thiên nhìn Diệp Phàm, thay đổi sắc mặt, kêu lên. Chỉ là tôi không tự tay giết ông, nhưng tôi vẫn có nhiều cách để giết ông. Diệp Phàm lạnh lùng nói, hẳn vung kiếm lên, trực tiếp chia cắt không gian, một lỗ đen không gian xuất hiện ngay lập tức, trong đó xoáy nước mênh mông, sinh ra khí tức hủy diệt kinh hoàng. Lúc này Diệp Phàm tóm lấy cơ thể của Diệp Khiếu Thiên và ném thẳng vào lỗ đen không gian. A! À, Diệp Khiếu Thiên kêu gào thảm thiết, cả người bị lỗ đen không gian nuốt chửng, không rõ sống chết. Nhưng với tình huống của ông ta có lẽ không sống nổi. Cũng không thể coi là Diệp Phàm giết đối phương được. Nhưng Diệp Phàm sẽ không để cho Diệp Khiếu Thiên sống sót. Hậu duệ của ma thần Sivu, người tưởng sẽ thoát được sao? Đột nhiên, Diệp Phàm lạnh lùng quát. Đúng lúc này, hậu nhân của ma thần Sivu lại định bỏ chạy, kết quả bị Diệp Phàm trấn áp quỳ xuống đất không thể cử động. Người này liên tục thúc giục ma đao hổ phách muốn chặn trấn áp của Diệp Phàm. Nhưng không thể làm được gì, cho dù ma khí có mạnh tới đâu cũng không chịu được đè ép của Diệp Phàm. Lần trước để cho ngươi chạy thoát, lần này ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hậu nhân của ma thần Sivu. Dứt lời, hắn chém một kiếm về đối phương. Hậu nhân của ma thần Sivu bộc phát sức mạnh huyết mạch định chặn kiếm. Nhưng chiêu kiếm của Diệp Phàm nhanh như trẻ tre, bên trong ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của Diệp Phàm nên khó mà đỡ được. Hậu nhân bị Diệp Phàm dùng một chiêu kiếm, chém chết. Rầm. Lúc này, thanh ma đao hổ phách đột nhiên bản tới phía Diệp Phàm, vẻ mặt hẳn lập tức thay đổi định dùng kiếm ngăn lại, nhưng thanh đao kia đã vọt thẳng vào trong đan điền của hẳn. Ặc. Diệp Phàm nhướng mày, ánh mắt không ngừng lóe lên. Hắn định lôi ma đao ra nhưng làm cách nào cũng không thể lôi được. Thấy ma đao không ảnh hưởng tới cơ thể, Diệp Phàm cũng chỉ có thể mặc kệ, đợi xem sau này có cách nào khác không. Sau đó, Diệp Phàm nhìn về phía đám người Đông Phương Hạo Thiên, nhìn thấy tình trạng bi thảm của mọi người thì nhíu mày. Tay của anh. Diệp Phàm đi tới thấy tay trái trống không, gương mặt hắn trở nên khó coi. Chủ nhân, tôi không sao. Đông Phương Hạo Thiên thoải mái nói. Mọi người vất vả rồi. Diệp Phàm nhìn những người khác, đám người hoàng bộ thương của thiên cung quỳ xuống nói, thiếu quân chủ, xin lỗi là bọn ta vô dụng không bảo vệ được quân thiên sách. Thiếu chủ, xin lỗi, bọn ta không bảo vệ được quỷ cốc. Sau đó, người của quỷ cốc, Điện Long Vương, đám người Cơ Như Yến đều quỳ xuống nhận tội. Nghe một lúc mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Biết được gần như toàn bộ quân thiên sách bị diệt, quỷ cốc. Điện Long Vương thậm chí Bách Hoa Lâu đều bị tổn thất nặng nề, Diệp Phàm nhíu chặt mày. Rầm. Hắn lạnh lùng nhìn về phía đám tu hành giả trung thành với Diệp Tranh Vanh, nói, giết người của ta, các người đáng chết. Quỳnh. Sát khí trên người Diệp Phàm tỏa ra bao phủ khắp đám tu hành giả khiến họ lạnh run người, ai nấy đều sợ hãi nhìn hắn. Chờ đã công tử. Ngay khi Diệp Phàm định giết sạch toàn bộ, vài bóng người bay tới,
đứng đầu chính là tông chủ Huyền Cửu Thiên của Côn Lôn Tông trong tiểu thế giới, các chủ trừ thiên huyền của Trích Tinh Các và một người đàn ông mặc áo trắng, khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc dài, ánh mắt đầy thâm thúy. Diệp Phàm liếc nhìn ba người lạnh nhạt nói, có ý gì? Công tử, bọn họ đều bị Diệp Tranh Vanh bắt ép nên không thể không phục tùng, mong công tử cho bọn họ một cơ hội. Huyền Cửu Thiên nói, đúng vậy, bọn họ không có ý đối địch với công tử. Trừ thiên huyền cũng lên tiếng. Từ lúc nào mà các ông lại biết thương tiếc như vậy? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bọn họ đều là lực lượng tu hành giả trung thành của Thần Châu, nếu họ chết thì sẽ là một đả kích rất lớn với giới tu hành Thần Châu. Huyền Cửu Thiên trầm giọng nói. Thần Châu. Diệp Phàm nhướng mày, Trừ Thiên Huyền nói tiếp, ở thời kỳ cổ đại, nơi đây được gọi là Thần Châu, vậy nên chúng ta đều lệ thuộc vào giới tu hành Thần Châu. Công tử, giết nhiều người cũng không phải là một chuyện tốt. Lúc này, người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng nói. Đột nhiên, Diệp Phàm giơ tu la kiếm chém xuống, ánh kiếm chém xuống bao phủ toàn bộ tu hành giả. Xoẹt xoẹt xoẹt. Huyền Cửu Thiên, Trừ Thiên Huyền và người đàn ông kia nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt lập tức thay đổi, không một ai kịp ngăn cản. Ầm. Tiếng nổ ầm vang khiến toàn bộ tu hành giả ngã xuống, bọn họ đều chết dưới kiếm của Diệp Phàm. Giết người đến mạng là lẽ đương nhiên. Bọn họ giết người của tôi thì phải đền mạng. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Vẻ mặt ba người không ngừng thay đổi, người đàn ông áo trắng nói, công tử, sát nghiệp nặng như vậy không phải chuyện tốt. Có phải chuyện tốt hay không không liên quan tới ông. Diệp Phàm lạnh lùng đáp. Đúng lúc này, nơi nào đó bỗng vang lên tiếng nổ, hào quang Đức Phật phóng lên thẳng trời xanh, uy nghiêm của Phật Pháp bao trùm thế giới. Phật quang mạnh quá. Vẻ mặt ba người thay đổi. Nhìn về nơi ánh sáng phóng lên. Đột nhiên hai viên xá lợi mà Diệp Phàm vẫn luôn mang theo rung lên, dường như đang chỉ dẫn Diệp Phàm tới nơi Phật quang kia. Mọi người ở đây chữa thương trước đi. Diệp Phàm nói với đám người Đông Phương Hạo Thiên, hẳn bay thẳng tới chỗ ánh sáng vàng, ba người Huyền Cửu Thiên cũng đi theo. Ánh sáng phát ra từ một ngôi chùa cổ, trên còn viết ba chữ to chùa Vạn Phật. Nơi này là ngôi chùa cổ đầu tiên của Trung Quốc. Cũng là nơi mà Diệp Phàm có được viên xá lợi đầu. Trong chùa có một tòa tháp Phật cao 18 tầng, lúc này ánh sáng vàng chói mắt rọi sáng từ bên trong, tỏa ra Phật uy minh mông cuồn cuộn. Ngoài tháp Phật đang tụ tập toàn bộ tăng nhân của chùa, đứng đầu là trụ trì Huyền Hòa. Lại có một viên xá lợi. A-di-đà Phật. Hai tay Huyền Hòa chắp thành chữ thập. Vèo. Lúc này, một bóng hình xuất hiện nhìn chăm chú tháp Phật, người này chính là Diệp Phàm. Là hắn. Một vị tăng nhân đứng sau Huyền Hòa kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, ông chính là vị cường giả của chùa Vạn Phật đã từng giao đấu với Diệp Phàm Huyền Chân. Huyền Chân bước lên nói thân phận của Diệp Phàm cho Huyền Hòa biết, sau khi Huyền Hòa biết Diệp Phàm là người trộm xá lợi, ông bước tới trước mặt hẳn nói. Thí chủ, thì ra cậu là người đã lấy xá lợi của chùa ta, hôm nay thí chủ tới là định trả lại xá lợi sao? Thứ đã vào túi của tôi thì đừng hòng lấy lại. Nhưng mà tôi thấy trong tháp của mấy người hình như lại có thêm một viên nữa. Viên này ta cũng muốn lấy. Diệp Phàm nói. Lời nói của hẳn khiến Huyền Hòa nhớn mày, trầm giọng nói, công tử. Diệp Phàm không nhiều lời trực tiếp ra tay đánh về phía Huyền Hòa, vẻ mặt đối phương lập tức thay đổi, tung trưởng ngăn lại, kết quả bị đẩy lùi về sau rồi phun ra máu. Người cản tôi đều phải chết. Diệp Phàm lạnh lùng quát, hân bay thắng lên tháp Phật định tiến vào trong. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều giật mình. Tháp Phật chính là cấm địa của chùa Vạn Phật, đã tồn tại rất lâu. Bên trong là nơi viên tịch của Đại Cao Tăng, chưa một ai dám bước vào. Nhưng hôm nay một người ngoài lại muốn bước vào trong, làm sao người của chùa Vạn Phật có thể chấp nhận được. Huyền Hòa cũng bước vào nhưng bị đám người Huyền Cửu Thiên ngăn lại. Nếu các người không muốn chết thì tốt nhất đừng đắc tội hắn. Huyền Cửu Thiên trầm giọng. Kẻ dám xông vào nơi Đại Cao Tăng viên tịch chính. Là sỉ nhục bọn ta, ta phải lôi hẳn ra. Huyền Hòa nói. Hắn chính là Tử Vi Đế Tinh, ông cảm thấy mình. Là đối thủ của hẳn sao? Trừ Thiên Huyền nói. Dầm. Nghe xong, vẻ mặt Huyền Hòa thay đổi. Trong tháp Phật, Diệp Phàm vừa bước vào đã cảm nhận được Phật uy cực lớn chấn áp mình. Diệp Phàm dùng uy áp bản thân chặn lại Phật uy rồi lao thẳng tới tầng cao nhất, bởi vì hẳn cảm ứng được xá lợi ở trong đó. Mỗi một tầng tháp. Phật uy phóng ra càng đáng sợ càng khủng bố hơn. Mỗi một tầng đều có Phật âm cuồn cuộn vang lên bên tai Diệp Phàm, như có một cao tăng đang cảm hóa hắn.
khiến tâm loạn như ma, nếu ý chí không đủ kiên định sợ là sớm chết rồi. Cuối cùng, Diệp Phàm tốn rất nhiều công sức cũng lên được tầng cao nhất, khi bước vào, một luồng ánh sáng đã trấn áp hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài trái đất xuất hiện một bóng người bước đi trên bầu trời đầy sao, vô cùng thần bí. Người này nhìn chấm chấm trái đất, thì thầm, không ngờ gia tộc này lại lưu lạc trong một thế giới cấp thấp như vậy, huyết mạch có lẽ đã hoàn toàn lụi bại rồi, nhưng sao lão tổ lại nói có dấu hiệu hồi phục. Người này lầm bẩm đi về phía trái đất. Tại tầng 18 của chùa Vạn Phật, Diệp Phàm vừa bước lên tầng 18 thì một luồng Phật quang chói mắt lao thẳng về phía hắn, giống như bàn tay của Như Lai muốn triệt để áp chế hắn. A! Diệp Phàm liền hét lên một tiếng rồi bùng nổ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể và chân nguyên, tạo thành một nắm đấm sấm sét. Bùm! Một tiếng nổ kinh người lập tức vang lên. Phật quang bị nắm đấm của Diệp Phàm phá hủy, hắn chính thức bước vào tầng cao nhất. Lúc này, Diệp Phàm thấy rõ ràng tình hình ở tầng 18. Ở đây có tổng cộng 18 bức tượng Phật bằng vàng, Phật quang rực rỡ tỏa ra xung quanh, đem đến cho người ta cảm giác cứu rỗi chúng sinh và sự uy nghiêm của Đức Phật. Ở giữa những bức tượng Phật này có một hạt châu treo lơ lửng, ẩn chứa vô số bí mật Phật giá, chính là Xá Lợi Phật Môn. Lúc này Diệp Phàm chợt cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. 18 bức tượng Phật tràn ngập sức mạnh khủng bố, có sự trấn áp mạnh mẽ đối với con người, đặc biệt sát ý trong cơ thể Diệp Phàm đã hoàn toàn bị áp chế. Vù vù vù. Đột nhiên toàn bộ 18 bức tượng Phật vang lên một tiếng vo ve, Phật quanh rực rỡ tản ra uy lực vô thượng, áp chế Diệp Phàm từ bốn phía. Bùm bùm bùm. Tựa như các vị thần Phật vừa giáng thế, muốn áp chế hoàn toàn Diệp Phàm, sức mạnh kinh khủng khiến hắn khế run rẩy, kêu lên một tiếng, một vệt máu từ khóe miệng cũng tràn ra. Diệp Phàm nhanh chóng kích hoạt tất cả công pháp mà hắn đã tu luyện, bộc phát toàn bộ sức mạnh để chống lại sự trấn áp này. Hắn cùng 18 bức tượng Phật rằng co lẫn nhau, nhưng uy lực của các bức tượng càng ngày càng mạnh, đồng thời cũng vang lên từng đợt âm thanh. Nó truyền thẳng vào tai Diệp Phàm, khiến linh hồn hắn rất chấn động và cảm thấy mơ hồ. Diệp Phàm lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, vừa cố gắng chống lại sự đàn áp của 18 bức tượng Phật, vừa tập trung tinh thần chặn lại lượng âm thanh của Phật môn này. Cứ thế, thời gian trôi qua từng phút một. Hơn nữa không biết bắt đầu từ khi nào. Khí tức Diệp Phàm tỏa ra dần dần hòa quyện với sức mạnh của 18 bức tượng Phật. Toàn thân hẳn không còn chống cự lại sự đàn áp của tượng Phật mà dường như đang lĩnh hội được đạo Phật, tất cả Phật quang đều lao về phía hắn rồi dung nhập vào cơ thể. Nháy mắt đã mấy ngày trôi qua. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trái đất, đứng trên 9 tầng trời và nhìn xuống toàn bộ trái đất. Người này là một người đàn ông trẻ tuổi, lông mày rậm và mắt sáng như sao, khí thế uy nghiêm, ánh mắt có chút kiêu ngạo. Toàn thân tản ra khí tức vô hình, như thể khống chế vạn vật, coi thường tất cả chúng sinh. Năng lượng của trời đất ít ỏi như vậy, đúng là thế giới cấp thấp. Người đàn ông khế cao mày, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Sau đó bóng dáng của anh ta lập tức biến mất, như thể đã đang dịch chuyển tức thời vậy. Xoạt tương đương. Giây tiếp theo, người đàn ông này đã xuất hiện ở Diệp tộc, anh ta nhìn về phía đám người, ánh mắt chợt lóe lên rồi nói. Không ngờ rằng Diệp tộc năm đó hùng mạnh như vậy lại bị lụi tàn đến mức này. Ngay cả một tiên nhân cũng không có, huyết mạch cũng đã hoàn toàn khô héo, thật sự đáng thất vọng, nếu như Diệp Thiên biết được bộ dáng hậu duệ của mình thế này, e rằng sẽ tức giận đến mức đội mồ sống dậy mất. Lời nói của anh ta tràn đầy mỉa mai và khinh thường, sau đó lắc đầu nhẹ giọng nói, xem ra lão tổ nhất định đã tính sai rồi, Diệp tộc bây giờ còn không bằng một con kiến, làm sao có thể trỗi dậy lần nữa. Cậu là ai? Lúc này, Diệp Trấn Đình bước ra, nhìn người đàn ông trong không trung rồi nói, nhưng vết thương trước. Đó của ông ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục, sắc mặt có chút tái nhợt. Tộc trưởng của Diệp tộc là ai? Diệp Trấn Đình có chút sửng sốt nói, tôi là tộc trưởng, cậu là ai? Ông chính là tộc trưởng. Người đàn ông có chút kinh ngạc nhìn Diệp Trấn Đình, sau đó cười lạnh, xem ra Diệp tộc đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Sốt của cậu là ai? Diệp Trấn Đình lại hỏi. Nhưng trong lòng có chút chấn động, không biết vì sao ông ta lại có một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tôi đến để tiễn các người lên đường. Anh ta nhàn nhạt hét lên. Mặc dù Diệp tộc bây giờ đã suy tàn từ lâu và trở thành một gia tộc cực kỳ rác rưởi, nhưng nếu như đã đến, thì phải tiêu diệt Diệp tộc, khiến nó biến mất khỏi thế giới, như vậy Diệp tộc sẽ không còn khả năng phục hưng trở lại. Bùm! Trong nháy mắt, toàn thân anh ta tỏa ra một luồng uy lực vô hình rồi tấn công về phía đám người Diệp tộc. Bùm 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 bùm,
thân thể của từng người Diệp tộc lần lượt nổ tung, không để lại chút dấu vết gì. Soạt. Diệp Chấn Đình nhìn thấy cảnh này, sắc mặt rất khó coi, vội vàng nói, cậu là ai, tại sao lại làm như vậy với Diệp tộc của chúng tôi? Một lũ kiến, giết thì giết thôi, cần gì phải có lý do? Người đàn ông khinh thường nói, ánh mắt như thần thánh nhìn xuống một đám phàm nhân, tràn ngập khinh thường. Bùm! Đột nhiên, từ phía chùa Vạn Phật truyền đến một tiếng nổ kinh hoàng, một luồng khí tức kinh khủng chợt bộc phát. Hử! Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía chùa Vạn Phật, người của Diệp tộc sao? Diệp Chấn Đình thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi, hét lên, người của Diệp tộc đều ở đây. Nếu muốn giết thì hãy giết tất cả chúng tôi đi, đừng làm tổn thương người vô tội. Ha ha! Người đàn ông nhìn ông ta rồi cười lạnh, làm sao? Muốn che chở cho cái tên Diệp tộc đó à? Ông cho rằng tôi ngu ngốc sao? Lúc này, trong tầng 18 của chùa Vạn Phật bộc phát ra Phật quang vô cùng đáng sợ, bao trùm lấy toàn bộ ngôi chùa, tạo thành một sức mạnh Phật pháp cực đại. Tất cả người trong chùa Vạn Phật đều quỳ trên mặt đất, lặng lẽ tụng kinh, còn ánh mắt của Huyền Cửu Thiên, Chử Thiên Huyền và người đàn ông áo trắng chợt lóe lên. Soạt! Người đàn ông bí ẩn đột nhiên xuất hiện, một tay túm lấy, Diệp Chấn Đình. Bùm! Người đàn ông tùy ý vung tay ném ông ta xuống đất, khiến mọi người trong chùa Vạn Phật kinh hãi. Không biết thí chủ là người phương nào? Huyền Cửu Thiên hỏi người đàn ông. Tuy nhiên, người đàn ông này không trả lời ông ta mà nhìn về phía chùa, vung nhẹ tay một cái, một tiếng động vang trời từ trong chùa truyền đến rồi ngôi chùa nổ tung tại chỗ. Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, sắc mặt Huyền Cửu Thiên càng thêm khó coi. Khi ngôi chùa nổ tung, bóng dáng của Diệp Phàm cũng dần xuất hiện, xung quanh còn có 18 bức tượng Phật. Tuy rằng chùa bị phá hủy, nhưng 18 bức tượng này đều không bị gì, thay vào đó hóa thành 18 tia sáng, tất cả đều xông vào trong cơ thể Diệp Phàm. Chỉ còn một hạt xá lợi Phật môn lơ lửng trước mặt Diệp Phàm, người đàn ông nhìn thấy xá lợi, kinh ngạc nói, xá lợi Phật môn. Không ngờ rằng ở thế giới cấp thấp này vậy mà còn có xá lợi, chuyến đi này cũng không phải là vô ích. Soạt! Hai mắt Diệp Phàm đột nhiên mở ra, lóe lên kim quang rực rỡ, trong cơ thể tràn ngập khí tức phổ độ chúng sinh, tạo cho người ta một loại cảm giác trầm lặng đến lạ thường, sát khí trong cơ thể dường như đã được thanh lọc. Nhưng sát khí của Diệp Phàm vẫn chưa thật sự biến mất, mà là đã được tẩy rửa, hoàn toàn dung hợp với cơ thể hẳn, sẽ không để dàng bị bại lộ, nhưng một khi bị lộ ra sẽ đáng sợ hơn trước rất nhiều. Diệp Phàm hôm nay dường như đã trải qua lễ rửa tội, càng trở nên thâm sâu khó lường. Diệp Phàm chợt vung tay lên, hạt xá lợi thứ ba rơi vào tay hẳn, nhưng lúc này bên tai lại vang lên một giọng nói lạnh lẽo, con kiến nhỏ bé nào xứng có được hạt xá lợi này. Nghe vậy, Diệp Phàm liếc nhìn chung quanh, phát hiện ra người đàn ông kia, hẳn cũng chú ý tới Diệp Chấn Đình đang nằm trên mặt đất, đối phương nhìn hắn, hét lớn, Tiểu Phàm, chạy mau, hẳn ta rất mạnh. Chạy, muốn chạy đi đâu? Người đàn ông kia cười lạnh nói, trong lời nói đầy sự khinh thường như thể hắn ta nghĩ Diệp Phàm không thể trốn thoát được. Ngươi là ai? Diệp Phàm nhìn chằm chằm người đàn ông kia, lạnh lùng nói, hẳn muốn thăm dò thực lực của đối phương nhưng lại không thu hoạch được gì, không thể nhìn thấu được. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi phải chết. Không chỉ các ngươi, mà tất cả những người trong Diệp tộc đều phải chết. Người đàn ông này lạnh lùng nói. Nhưng vẻ mặt Diệp Phàm vẫn lạnh lẽo, nhìn đối phương lạnh lùng nói, ngươi muốn tiễn Diệp tộc lên đường, ta không quan tâm, nhưng nếu ngươi muốn giết ta, vậy thì xin lỗi, ta không đồng ý. Nghe Diệp Phàm nói vậy, người đàn ông ngạc nhiên cười khẩy, ha ha, ngươi thật thú vị, nhưng ngươi cho rằng mình có tư cách không đồng ý sao? Người đàn ông vừa dứt lời, một luồng áp lực vô hình ập xuống, trong nháy mắt áp chế không gian cách đó hàng ngàn dặm, trực tiếp sụp đổ vỡ tan. Phụt phụt phụt, tất cả những người có mặt, kể cả Huyền Cửu Thiên và những người khác, đều bị đàn áp quỳ xuống đất, nôn ra máu. Thực lực của người này không hề thua kém thực lực của những kẻ đến gây rắc rối cho đại sư phụ của Diệp Phàm lúc trước, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, trong cơ thể Diệp Phàm vang lên một tiếng nổ lớn, ánh sáng vàng kim trên người hắn bắn ra, từng vị kim thân cao hàng trăm trượng xuất hiện ngay sau lưng hắn, tổng cộng có 18 vị kim thân, Phật quang tỏa sáng giống như 18 vị La Hán, mạnh mẽ chống lại áp lực của người đàn ông này. La Hán kim thân. Vậy mà ngươi lại lĩnh hội được La Hán kim thân của Phật môn. Người đàn ông kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, Huyền Hòa và đám người Huyền Cửu Thiên cũng kinh ngạc. Nhìn Diệp Phàm. Tuy nhiên,
cho dù đã bộc phát ra La Hán Kim Thân, vẫn khó có thể chịu được áp lực của đối phương, Diệp Phàm trực tiếp kích hoạt Tử Vị Đế Quyết, tử vi đế khí trên người hẳn bộc phát ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, Tử Vi Đế Tỉnh hiện ra, lóe lên ánh sáng màu tím chói mắt, từng luồng đế khí hạ xuống giúp Diệp Phàm chống lại áp lực của người đàn ông này. Tử Vi Đế Tinh, ngươi thật sự là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh. Cái này. Lúc này, người đàn ông nhìn Tử Vi Đế Tinh phía trên bầu trời với vẻ mặt kinh hãi, đôi mắt không ngừng lóe lên, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh lùng nói, không ngờ, thế mà ngươi lại có được mệnh cách của Đế Tinh, xem ra ngươi chính là hy vọng phục hưng Diệp tộc mà lão tổ đã nói. Lần này đến thật là đúng lúc. Không ngờ sau khi Diệp tộc suy tàn nhiều năm như vậy, vẫn có cơ hội vùng lên, nếu lần này lão tổ không kịp thời phát hiện và phái ta đến đây, có lẽ Diệp tộc các ngươi có thể lật ngược tình thế. Người đàn ông này lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, nhưng lời nói của hắn ta khiến Diệp Phàm nhíu mày, không biết hắn ta có ý gì. Ngươi có ý gì? Diệp Phàm nhìn người đàn ông này, lạnh lùng hét lên, đối phương cười khẩy, xem ra ngươi cũng không biết lịch sử của gia tộc mình, nhưng ngươi cũng không cần biết, bởi vì Diệp tộc sẽ sớm không còn tồn tại nữa. Sau khi người đàn ông này nói xong, hắn ta tung ra một chưởng về phía Diệp Phàm, khi hắn ta tung ra một chưởng này, bầu trời phát ra tiếng sấm sét kinh hoàng, từng chút một đổ sụp xuống, toàn bộ bầu trời như muốn sụp đổ, vô số hố đen xuất hiện dường như muốn nuốt chửng tất cả. Vào lúc này, tất cả mọi người trong chùa Vạn Phật đều sửng sốt, sốc đến mức ngừng thở, ngay cả máu trong cơ thể bọn họ đều đông cứng. Còn Diệp Phàm ở giữa một chưởng này cảm nhận được một loại cảm giác ngạt thở mãnh liệt, hắn dùng hết sức lực, nhưng vẫn khó có thể chống lại đối phương. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn, sự yêu nghiệt của Diệp Phàm không thể bù đắp được, đương nhiên, nếu cho hắn thêm thời gian, hắn sẽ có đủ tự tin để đối phó với người này, nhưng bây giờ cái hắn thiếu là thời gian. Không. Diệp Chấn Đình nhìn Diệp Phàm, đau đớn hét lên. Đôi mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào một chưởng này, vẫn không bỏ cuộc, đồng thời bộc phát ra ba lĩnh vực lớn, nhưng khi một chưởng này đánh xuống, cả ba lĩnh vực lớn đều sụp đổ và vỡ vụn. Lúc này, cơ thể Diệp Phàm bị chấn động, liên tục lùi về phía sau, máu từ miệng không ngừng chảy ra, thậm chí hẳn còn điên cuồng vung Tu La kiếm lên để ngăn một chưởng này lại. Bịch bịch bịch, một chưởng của người đàn ông kia không ngừng áp xuống. Cơ thể Diệp Phàm bị đàn áp, liên tục lùi về phía sau, trong miệng điên cuồng nôn ra máu. Chết đi! Người đàn ông lạnh lùng hét lên, một chưởng này của hắn ta bộc phát uy lực kinh khủng, hoàn toàn nghiền nát bầu trời, toàn thân Diệp Phàm gần như suýt nổ tung. Dùng màu của ta, dùng linh hồn của ta, triệu hồi linh hồn của tổ tiên, bảo vệ Diệp tộc của ta. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Chấn Đình mở to, ông ấy đưa ra một quyết định, trực tiếp hét lên, dùng tay thực hiện một loạt ấn quyết bí ẩn. Một giây tiếp theo, toàn bộ máu trong cơ thể Diệp Chấn Đình đều bốc cháy, kể cả linh hồn của ông ấy, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát từ trên người ông ấy. Diệp Chấn Đình giơ hai tay chỉ lên trời, một luồng khí tức khổng lồ từ trong cơ thể ông ấy bộc phát ra ngoài khiến người đàn ông kia lùi về phía sau, thậm chí ngay cả một chưởng của hắn ta cũng bị phá hủy. Một tia sáng phát ra từ cơ thể Diệp Chấn Đình, ngưng tụ thành một bóng người hư ảo trong không dung. Ngay khi bóng người đó xuất hiện, toàn bộ trái đất rung chuyển dữ dội, như thể không thể chấp nhận được sự tồn tại của bóng người hư ảo này, hàng tỷ người trên trái đất đều bị áp chế quỳ xuống đất. Ngay lúc này, dù là thế giới cấp thấp, thế giới trung cấp hay thế giới cao cấp, đều đang rung động dữ dội, một sức ép vô hình quét qua mọi tầng lớp, chấn áp các giới cường giả, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trên trái đất, trong chùa Vạn Phật, người đàn ông thần bí nhìn thấy bóng người hư ảo bộc phát từ cơ thể Diệp Chấn Đình thì kinh ngạc. Nghẹn ngào kêu lên, ngươi. Ngươi chính là Diệp, Diệp Thiên, Đế. Đám sâu kiến các ngươi, đụng vào Diệp tộc ta thì phải chết. Bóng người hư ảo này phát ra một âm thanh đau thương trống rỗng, giống như đã trải qua hàng vạn năm, lại dường như từ sâu bên trong vũ trụ vô tận truyền đến. Khi giọng nói này vang lên, người đàn ông kia chưa kịp nói câu nào đã ngay lập tức biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Cùng lúc đó, trong một vị diện thế giới nào đó, một lão giả đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ khó nói, sao có thể như vậy? Và ở một nơi khác, từng vị cố lão thân mở đôi mắt ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và tự lẩm bẩm, khí tức này. Sao có thể? Người mang họ Diệp, giết hết. Một loạt giọng nói lạnh lùng đến từ các thế lực thần bí cổ xưa vang lên, truyền khắp các vị diện thế giới lớn. Lúc này, trong chùa Vạn Phật,
Sau khi người đàn ông kia bị tiêu diệt, bóng người hư ảo đó liếc nhìn Diệp Phàm rồi biến mất không để lại dấu vết. Chính cái nhìn này khiến trái tim Diệp Phàm run lên, máu chảy nhanh hơn, giống như có thứ gì đó sắp bộc phát ra ngoài. Phụt phụt. Lúc này, Diệp Chấn Đình phun ra một ngụm máu, trực tiếp quỳ xuống đất, linh hồn và máu của ông ấy đã bị thiêu rụi gần hết, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Diệp Phàm nhìn Diệp Chấn Đình, thay đổi sắc mặt, hẳn đi tới ngay trước mặt ông ấy, kêu lên, ông. Tiểu Phàm, cái này, cho cháu, về sau Diệp tộc giao lại cho cháu, ta biết cháu hận ta, nhưng máu chảy trong cơ thể chúa là của Diệp tộc, hy vọng cháu có thể tiếp tục truyền thừa của Diệp tộc. Thật xin lỗi. Diệp Chấn Đình tháo chiếc nhẫn từ trong tay ông ấy xuống đưa cho Diệp Phàm, ông ấy chân thành tha thiết xin lỗi Diệp Phàm, sau khi ông ấy nói câu xin lỗi xong, thì nhắm mắt lại và chết đi. Thấy Diệp Chấn Đình chết như vậy, trong lòng Diệp Phàm buồn bã vô cớ, không biết nên vui hay nên buồn. Theo logic mà nói, Diệp Chấn Đình trục xuất cha hẳn khỏi gia tộc, khiến cha hẳn bị phế, sau này trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ đối phương đã chết, Diệp Phàm hẳn là vui mừng mới đúng, nhưng nghĩ đến việc đối phương đã cứu hắn, trong lòng Diệp Phàm lại không vui chút nào, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn bã. Này! Một lúc lâu sau, Diệp Phàm thở dài. Hắn trực tiếp ôm lấy thi thể của Diệp Chấn Đình đi về phía Diệp tộc, những người khác lặng lẽ quan sát, cũng không ngăn cản hắn. Diệp Phàm ôm thi thể của Diệp Chấn Đình về Diệp tộc, chôn cất bên trong Diệp tộc, người của Diệp tộc đều quỳ xuống bái lại Diệp Chấn Đình. Thiếu gia, bây giờ tộc trưởng đã chết, xin hãy tiếp quản vị trí tộc trưởng kế nhiệm. Lúc này, một người đàn ông đến trước mặt Diệp Phàm nói, ông ta là người ngày đó khi Diệp Phàm vừa đến Diệp tộc, đã vì cứu hắn mà bị người của Diệp Tranh Vanh đánh bị thương nặng. Diệp Nam Thiên, người của dòng dõi thứ 5 của Diệp tộc. Tôi là tộc trưởng kế nhiệm sao? Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên. Thiếu gia, tộc trưởng đã trao cho cậu chiếc nhẫn đại diện cho tộc trưởng của Diệp tộc, điều này chứng minh cậu là tộc trưởng mới của Diệp tộc. Diệp Nam Thiên nhìn chiếc nhẫn trong tay Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nhìn chiếc nhẫn mà Diệp Chấn Đình đã trao cho hắn trước khi chết, ánh mắt lóe lên. Hắn mơ hồ có cảm giác chiếc nhẫn này không hề đơn giản. Vù vù. Lúc này, chiếc nhẫn trong tay Diệp Phàm phát sáng, đột nhiên chỉ về một nơi sâu trong Diệp tộc. Diệp Phàm nhìn về nơi sâu trong Diệp tộc nói, nơi đó có cái gì? Đó là cấm địa của Diệp tộc, chỉ có tộc trưởng mới được vào. Diệp Nam Thiên trả lời. Ngay lập tức, Diệp Phàm đi về phía cấm địa của Diệp tộc. Nơi gọi là cấm địa này thực chất là một cung điện cực kỳ cổ kính. Diệp Phàm bước tới trước cung điện, muốn mở nó ra, nhưng nó lại không hề nhúc nhích. Sau đó, hắn phát hiện trong cung điện này có một cái lỗ, hình dáng giống hệt chiếc nhẫn trên tay hắn, trực tiếp nhét chiếc nhẫn trên tay vào trong lỗ, cửa cung điện lập tức mở ra. Diệp Phàm bước vào cung điện, khi vừa bước vào cung điện, hắn đã ngây ngẩn cả người. Khi cung điện được gọi là cấm địa của Diệp tộc mở ra, Diệp Phàm vừa bước vào đó đã sững sờ. Trong cung điện này, ánh sáng rực rỡ chói lọi đột ngột lan tỏa về phía Diệp Phàm, tạo thành một uy thế kinh hoàng. Sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, đang muốn phản kháng, nhưng máu trong cơ thể hắn đột nhiên sôi lên, khiến hắn ngừng lại. Mà chính sự chậm trễ này đã khiến ánh sáng trong cung điện trực tiếp bao phủ lấy cơ thể hắn. Ánh sáng chói mắt bao phủ lấy hắn, Diệp Phàm chớp mắt một cái, khi hắn lại nhìn sang nơi khác, hắn liền sửng sốt. Lúc này, Diệp Phàm không còn ở trong cung điện kia mà là ở một không gian hư vô. Trong không gian hư vô này có một luồng khí tức vô hình khiến người ta cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được. Diệp Phàm nhìn về phía trước, phát hiện một bức tượng cao lớn đứng ở khoảng không trước mặt. Bức tượng này điêu khắc một người đàn ông có lông mày kiếm và đôi mắt sáng ngời, khí thế uy nghiêm, coi thường chúng sinh, dù chỉ là một bức tượng. Nhưng nó sống động như thật, như một người thật sự đang sống. Lúc này, bức tượng này tản ra một cỗ uy thế vô hình của thiên địa, khí tức như muốn áp chế cả thiên đạo. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào bức tượng này, ánh mắt lóe lên, hắn mơ hồ phát hiện ra bức tượng này có phần giống với hình ảnh hư ảo mà Diệp Chấn Đình triệu hồi trước đó, đồng thời vào lúc này, trong không gian hư vô này lại có một giọng nói truyền đến, cậu đến rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, ánh mắt nhìn xung quanh, hét lớn, ai, ra đây. Lúc này, trong không gian hư vô, một lão giả lưng gù, mái tóc trắng, còn có chòm râu dài tập tễnh bước ra. Trên người lão giả này đầy khí tức thăng trầm, như thể đã trải qua những năm tháng vĩnh hằng, mang đến cho người ta cảm giác gần đất xa trời. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn chằm chằm lão giả, lông mày nhíu lại.
Tôi là người bảo vệ bí cảnh của Diệp tộc. Lão giả nói. Bí cảnh của Diệp tộc. Đây là bí cảnh của Diệp tộc. Đôi mắt Diệp Phàm lóe lên, ánh mắt có chút kinh ngạc. Đúng vậy, nơi cậu đang đứng là bí cảnh của Diệp tộc, và là cội nguồn của Diệp tộc. Lão giả nhẹ giọng nói, đôi mắt đục ngầu nhìn Diệp Phàm, đã nhiều năm như vậy, hy vọng của Diệp tộc cuối cùng cũng xuất hiện. Khi Diệp Phàm nghe được lời nói của đối phương, trong mắt lộ ra vẻ tò mò, nguồn gốc của Diệp tộc là gì? Bức tượng này là ai? Trong ấn tượng trước đây của Diệp Phàm, Diệp tộc chỉ có thể được coi là một gia tộc võ thuật chứ không được tính là gia tộc tu luyện. Nhưng lần này qua lời nói của người đàn ông bí ẩn đã khiến hắn nghi ngờ về nguồn gốc của Diệp tộc, cộng thêm bí cảnh của Diệp tộc khiến Diệp Phàm cảm thấy Diệp tộc không đơn giản như hẳn đã thấy. Nếu thực sự Diệp tộc chỉ là một gia tộc võ thuật thì tại sao lại có bí cảnh thần bí như vậy? Năm đó, Diệp tộc từng là một gia tộc vô thượng, thống trị thiên hạ, càn quét cửu thiên thập địa sao, bức tượng trước mặt cậu là người đã sáng lập ra Diệp tộc, Diệp Thiên Đế. Sao 9 tầng trời và 10 vùng đất, khắp nơi trên trời dưới đất. Lão giả này nói. Nghe A Hổ nói vậy, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, nhìn về phía bức tượng, Diệp Thiên Đế. Lúc này, Diệp Phàm nghĩ tới lời nói của người đàn ông thần bí khi nhìn thấy bóng người hư ảo do Diệp Trấn Đình triệu hồi, hình như đang nói về Diệp Thiên Đế. Có vẻ hai người này là một người, trách sao giống nhau đến thế. Chỉ là Diệp Phàm không ngờ rằng Diệp Thiên Đế lại chính là tổ tiên của Diệp tộc. Không phải cũng là tổ tiên của hắn sao? Vào lúc này, sắc mặt Diệp Phàm không ngừng thay đổi, suy nghĩ có chút mơ, hồ, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào bức tượng. Hắn không bao giờ ngờ có một ngày hắn có thể nhìn thấy tổ tiên của mình, dù chỉ là một bức tượng nhưng cũng không thể tin được. Tất nhiên, hắn cũng không ngờ địa vị của Diệp tộc lại trâu bò như vậy, chỉ riêng lời giới thiệu của lão giả này, đã khiến hắn cảm nhận được vinh quang kinh. Khủng của Diệp tộc, thống trị thiên hạ. Càn quét cửu thiên thập địa, điều này phải trâu bò đến mức nào? Diệp tộc mà ông đang nói có đúng là Diệp tộc bây giờ của tôi không? Diệp Phàm nhìn không được hỏi. Thật khó để hắn có thể liên hệ Diệp tộc mà lão giả nhắc đến với Diệp tộc mà bây giờ hắn đang ở, suy cho cùng, khoảng cách giữa hai bên quá lớn. Tất nhiên, nếu cậu không phải là huyết mạch của Diệp tộc, làm sao cậu có thể vào đây được? Lão giả nói. Nhưng sao lại chênh lệch lớn như vậy? Diệp Phàm không khỏi thở dài. Năm đó Thiên Đế gặp nạn, bị tiểu nhân đánh lén, cuối cùng bị thương nặng. Mà ngã xuống, các tộc trên thế giới và thế lực của cửu thiên thập địa nhân cơ hội này để bao vây đàn áp Diệp tộc, khiến Diệp tộc bị tổn thất nặng nề. Sau đó, bọn họ vây bắt đuổi giết Diệp tộc dòng dã suốt 10 vạn năm, khiến tất cả cường giả của Diệp tộc đều ngã xuống, hơn nữa bởi vì Thiên Đế đã ngã xuống, đế mạch truyền thừa của Diệp tộc vì vậy mà lụi tàn, thế hệ sau của Diệp tộc không bằng thế hệ trước. Cuối cùng, một số thành viên duy nhất còn lại của Diệp tộc vì để sống sót mà buộc phải ẩn nấp trong thế giới cấp thấp, nơi linh khí suy tàn và sẽ không thu hút sự chú ý của bất cứ ai. Sau khi bọn họ đến thế giới này, mới có Diệp tộc bây giờ. Lão giả nhìn Diệp Phàm giải thích. Lúc này, Diệp Phàm nghe xong, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn không ngờ Diệp tộc lại có quá khứ ly kỳ như vậy. Bị vây bắt đuổi giết dòng dã 10 vạn năm, khổ sở biết bao nhiêu. Những người đó thực sự muốn đuổi cùng giết tận Diệp tộc. Lúc này, Diệp Phàm cũng đã hiểu lai lịch của người đàn ông bí ẩn trước đó, hẳn là có liên quan đến thế lực đuổi giết Diệp tộc năm đó, đối phương xuất hiện trên trái đất để đuổi cùng giết tận Diệp tộc. Về phần Diệp Trấn Đình, có lẽ ông ấy đã sử dụng bí pháp nào đó của Diệp tộc, cưỡng bức hy sinh bản thân để nhận được một chút lực lượng của tổ tiên, mới giết được người đàn ông đó. Từ khi đế mạch của Diệp tộc suy tàn không ai trong Diệp tộc có thể bước vào bí cảnh này, cậu là người đầu tiên. Lão giả nhìn Diệp Phàm tiếp tục nói. Đế mạch, đó là cái gì? Diệp Phàm tò mò hỏi. Đế mạch là một loại huyết mạch cực kỳ cường đại, chỉ có thế lực đã sinh ra đại đế mới có thể có được đế mạch. Một khi thức tỉnh đế mạch, sẽ có thể sở hữu thiên phú và tiềm lực cực kỳ đáng sợ, có thể nhận được truyền thừa và thần thông của đại đế. Những gia tộc bất tử, thánh địa cổ xưa và tông môn vô thượng được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua đế mạch. Một khi đế mạch cạn kiệt, thế lực này sẽ biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Lão giả giải thích từng cái một. Lúc này, Diệp Phàm cảm thấy hắn đã được mở mang tầm mắt. Vậy tôi cũng có đế mạch sao? Đột nhiên, Diệp Phàm nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm lão giả. Trước đó, tôi cảm nhận được trong Diệp tộc có khí thức của đế mạch, nhận ra sau bao nhiêu năm, Diệp tộc cuối cùng cũng đã sinh ra được đế mạch, nhưng tôi không thể rời khỏi bí cảnh,
cho nên không biết người có đế mạch là ai, bây giờ xem ra là cậu, nếu không thì cậu không có khả năng tiến vào bí cảnh của Diệp tộc. Lão giả vô cùng xúc động nhìn Diệp Phàm, giống như một người đi trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng và hy vọng. Nhưng tại sao tôi không cảm nhận được sự tồn tại của đế mạch? Diệp Phàm nhíu mày, lão giả nói thẳng, đó là bởi vì đế mạch của cậu còn chưa thức tỉnh, tiếp theo tôi sẽ giúp cậu thức tỉnh đế mạch. Đế mạch của Diệp tộc mạnh hơn đế mạch của những bên khác rất nhiều. Một khi cậu thức tỉnh đế mạch, Diệp tộc của chúng ta sẽ có cơ hội trỗi dậy lần nữa. Lúc này Diệp Phàm nói thẳng, vậy thì bắt đầu thôi. Mặc dù Diệp Phàm không có nhiều cảm giác yêu thích với Diệp tộc, nhưng bây giờ có cơ hội tốt như vậy để nâng cao thực lực của mình, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ. Dựa theo lời của lão giả này nói, một khi hắn thức tỉnh đế mạch, sẽ có được thiên phú tu luyện nghịch thiên, đồng thời còn có thể có được truyền thừa và thần thông của đại đế. Mặc dù hắn không biết đại đế mạnh đến mức nào, nhưng qua lời giới thiệu của lão giả này, đại đế chắc chắn kinh khủng hơn tiên nhân rất nhiều, vì vậy nếu có thể lấy được truyền thừa và thần thông của đại đế, chắc chắn sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, đây là điều hẳn mong muốn nhất. Bây giờ sở sống chết chưa rõ, đại sư phụ cũng đang gặp nguy hiểm, hắn nhất định phải không ngừng gia tăng thực lực của mình, để bảo vệ hai người phụ nữ quan trọng nhất đối với hắn. Ngay lập tức, Diệp Phàm làm theo lời chỉ dẫn của lão giả kia và khoanh chân ngồi trước bức tượng của Diệp Thiên Đế, sau đó lão giả bắt đầu thức tỉnh huyết mạch của Diệp Phàm. Suốt, xoẹt, suýt TL. Lão giả đánh ra từng ấn quyết thần bí vào trong cơ thể Diệp Phàm, đồng thời trong miệng thầm lẩm bẩm gì đó, trong không gian hư vô này, càng có nhiều lực lượng thần bí phóng ra và tiến vào cơ thể Diệp Phàm, tấn công vào huyết mạch của hắn. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, một chuỗi âm thanh ầm tê phát ra từ trong cơ thể Diệp Phàm. Phụt. Đột nhiên, Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Sao có thể như vậy? Lúc này, lão giả kinh ngạc kêu lên. Đôi mắt mở to, như thể ông ta đã nhìn thấy điều gì đó khó tin. Sao vậy? Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lão giả, khó hiểu hỏi. Vậy mà cậu lại không có đế mạch. Sao có thể như vậy? Lão giả kinh ngạc nghi ngờ nói. Tôi không có đế mạch. Diệp Phàm nghe được lời nói của ông lão thì sửng sốt, không phải nói hẳn có được đế mạch à? Tại sao trong nháy mắt hắn lại không còn đế mạch rồi? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiền bối. Ngài xác định tôi không có đế mạch sao? Diệp Phàm hỏi lại lần nữa. Ông lão này không nói lời nào, ông ta lại kích hoạt ấn quyết thâm nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm, ý đồ đánh thức huyết mạch của Diệp Phàm lần nữa. Nhưng cuối cùng, ngoại trừ việc Diệp Phàm lại phun ra một ngụm máu nữa thì hắn cũng không có thay đổi gì. Cậu thực sự không có đế mạch, làm sao chuyện này có thể xảy ra? Trước đó rõ ràng tôi nhận thấy trong Diệp tộc có đế mạch xuất hiện. Và chỉ những người có đế mạch của Diệp tộc mới có thể bước vào bí cảnh của Diệp tộc, nếu cậu không có đế mạch, thì làm sao cậu có thể vào đây được? Người bảo vệ bí cảnh của Diệp tộc nhìn Diệp Phàm, trên mặt đầy nghi hoặc, ánh mắt liên tục lóe lên. Mà Diệp Phàm có chút thất vọng, hắn còn đang suy nghĩ thức tỉnh đế mạch để tăng cường thực lực, nhưng không ngờ lại vô ích. Hắn không được đế mạch của Diệp tộc, vậy thì ai có được đế mạch của Diệp tộc? Đây là điều mà cả Diệp Phàm và ông lão kia đều rất tò mò. Nếu tôi không phải là chủ nhân của đế mạch Diệp tộc, vậy tôi không quấy rầy tiền bối nữa. Ngay sau đó, Diệp Phàm đang muốn chào từ biệt rời đi. Mặc dù cậu không phải là người có đế mạch của Diệp tộc, nhưng tôi thấy cậu có vận mệnh phi thường, trên người cậu có tướng mạo của một hoàng đế, tương lai cũng sẽ có địa vị của một đại đế. Hơn nữa, hiện tại cậu có được chiếc nhẫn thiên đế đại diện cho thân phận tộc trưởng của Diệp tộc, vậy cậu chính là tộc trưởng mới của Diệp tộc chúng ta, cậu giữ lấy thứ này đi, có lẽ sẽ có ích cho cậu. Ông lão này vừa nói vừa đưa tay ra túm một cái, trong tay ông ta xuất hiện một luồng năng lượng màu xám. Đây là... Diệp Phàm tò mò hỏi. Sau này cậu sẽ biết, có nó, cho dù cậu không có đế mạch của Diệp tộc, tương lai thành tựu của cậu cũng sẽ không thấp, lúc đó cậu vẫn có thể dẫn dắt Diệp tộc phát triển, thay vì bị mắc kẹt trong thế giới cấp thấp nhỏ bé này. Ông lão này nói xong, năng lượng xám xịt trong tay ông ta trực tiếp tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Đột nhiên... Diệp Phàm cảm giác được trong cơ thể mình có thứ gì đó, trong cơ thể tràn ngập hơi thở hủy diệt khiến người ta thót tim. Tuy rằng Diệp Phàm không biết loại năng lượng này là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, luồng năng lượng màu xám này tuyệt đối không đơn giản. Thật ra hắn cũng không muốn làm tộc trưởng, nhưng nghĩ tới Diệp Chấn Đình vì hẳn hy sinh bản thân, hơn nữa lời dặn dò của đối phương trước khi chết, Diệp Phàm cũng không thể từ chối, hắn chỉ có thể lên tiếng nói, tôi sẽ tạm thời giữ chức tộc trưởng.
đợi sau khi tìm được một người thích hợp với vị trí tộc trưởng, tôi sẽ giao vị trí tộc trưởng lại cho người đó. Tộc trưởng, ngài là người thích hợp nhất. Diệp Nam Thiên trực tiếp nói. Được rồi, đừng tâng bốc tôi nữa, cố gắng nâng cao thực lực của cậu đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói, tiếp theo hắn bắt đầu dùng toàn lực bồi dưỡng người của Diệp tộc, truyền cho bọn họ công pháp, tài nguyên tu hành, v.v. Nếu hắn đã trở thành tộc trưởng thì không thể làm quá tệ. Buổi tối, Diệp Phàm ở trong phòng ở tộc, hắn lấy ra một miếng ngọc giản, đây là thứ mà hắn đã có được trong buổi đấu giá trước đó, nghe nói đó là một miếng ngọc giản cổ xưa gì đó, cần có linh thức để kích hoạt nó. Trước đây hắn không có linh thức, cho nên hắn chưa bao giờ biết trong ngọc giản này có cái gì, hiện tại hắn đã có linh thức, cũng là lúc xem xét trong ngọc giản này có cái gì. Bùm! Diệp Phàm thôi thúc linh thức của mình tiến vào trong ngọc giản, đột nhiên từ trong ngọc giản truyền đến một tiếng gầm gừ và ánh sáng lập lòe, một lượng lớn thông tin lập tức tràn vào trong não Diệp Phàm. Hắn nhắm mắt lại và ngay lập tức bắt đầu tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này. Cùng lúc đó, một trong tám thế giới trung cấp, thông thiên giới, đang dán thông báo truy nã khắp nơi. Đối tượng bị truy nã có tên trong lệnh truy nã này chính là ma nữ tóc bạc, trên đó có vẽ một bức chân dung, không ai khác chính là Đường Sở Sở. Lúc này, trong tộc Thác Bạt, một trong bảy tộc cổ xưa, người đàn ông đã sỉ nhục Diệp Phàm và yêu cầu Đường Sở Sở làm người giúp việc cho hắn ta đang ngồi ở đây với vẻ mặt u ám. Hắn ta chính là thiếu tộc trưởng của tộc Thác Bạt, Thác Bạt Hằng, ngồi trước mặt hắn ta là cha hắn ta, Thác Bạt Thông, tộc trưởng của tộc Thác Bạt. Cha, người phụ nữ kia thật sự điên rồi, mấy ngày nay cô ta đã giết chết mấy trăm người của tộc Thác Bạt chúng ta. Hơn nữa, con ra ngoài còn bị cô ta ám sát 3 lần. Suýt chút nữa đã tiêu đời rồi. Có vẻ như người phụ nữ này đã thật sự bị nhập ma, mất trí rồi, chúng ta cần phải nhanh chóng loại bỏ cô ta. Thác Bạt Hằng nói. Cha đã phát lệnh truy nã, chỉ cần cô ta xuất hiện, cô ta nhất định sẽ phải chết. Vậy thưa cha, bữa tiệc ngày mai sẽ tiếp tục chứ? Sau đó Thác Bạt Hằng nhìn Thác Bạt Thông rồi hỏi. Đương nhiên, bữa tiệc này được tổ chức để chúc mừng con gia nhập Viêm Tông. Là cơ hội tốt để nâng cao khí thế và uy tín của tộc Thác Bạt chúng ta, nếu chỉ vì một con nhóc mà bị hủy bỏ, truyền ra ngoài thì tộc Thác Bạt chúng ta còn mặt mũi gì nữa. Càng sẽ khiến người ta chê cười, cho nên bữa tiệc này không thể hủy bỏ được. Hơn nữa, trong bữa tiệc ngày mai, người của 6 tộc cổ và các thế lực khác ở thông thiên giới sẽ có mặt, lúc đó cường giả của Viêm Tông cũng sẽ đến, lúc đó khi các cường giả tụ tập, cho dù người phụ nữ đó có điên thế nào cũng sẽ không dám xuất hiện, con không cần lo lắng. Thác Bạt Thông trầm giọng nói. Ừm. Thác Bạt Hằng gật đầu, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng nói, chờ bắt được người phụ nữ này, con nhất định phải trả đạp cô ta. Trong một ngôi nhà tranh đổ nát ở thông thiên giới, một người phụ nữ tóc bạc đang ngồi xếp bằng, hơi thở trên người cực kỳ hỗn loạn, khóe miệng rỉ máu, hiển nhiên cơ thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa trong cơ thể này còn chứa đầy sát khí đáng sợ, như thể bị nhập ma. Người phụ nữ tóc bạc này không ai khác chính là Đường Sở Sở. Lúc này, Đường Sở Sở đang cố gắng hết sức để kìm nén thứ gì đó trong cơ thể, nhưng vì bị thương nên cô dường như không thể hoàn toàn kìm nén được, đôi mắt dần mất đi lý trí, trên người tràn ngập hơi thở hoang tàn đến thót tim. Phụt! Đột nhiên Đường Sở Sở phun ra một ngụm máu, hai tay nắm chặt, trong mắt thoáng chốc lấy lại một chút tỉnh táo, anh Tiểu Phàm, ngày mai em nhất định sẽ báo thù cho anh. Đời sau Sở Sở vẫn muốn tiếp tục làm vợ của anh. Trong mắt Đường Sở Sở lộ ra một tia lưu luyến, sau đó tràn ngập ý định chết chóc, trên người tản ra tử khí nồng nặc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.